Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, trong ngày hôm nay, các huyện ngoại thành chịu ảnh hưởng đã triển khai công tác khắc phục hậu quả, trong đó tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm, phòng chống dịch bệnh, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại huyện Chương Mỹ trong chiều nay, ngày 29 tháng 7. Thôn Đồng Dâu, xã Tốt Động là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Chương Mỹ bị ngập úng do nước sông Bùi dâng cao. Hiện nay, sau gần một tuần, gần 100 hộ dân vẫn đang trong tình trạng ngập vào nhà. Đến thời điểm trưa nay, nước mới chỉ rút được 5 cm. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của xã cũng đã thực hiện phương châm 4 tại chỗ và huy động nhân lực để đắp kè chống tràn để bảo vệ cái diện tích đất nông nghiệp của nhân dân cũng như là chăm lo đời sống nhân dân. Chúng tôi cũng đã huy động lực lượng kê kích tài sản, di rời nhân dân từ vùng thấp lên vùng cao để bảo an toàn và cũng phối hợp với điện lực Chương Mỹ cho cắt điện những cái hộ không an toàn. Và để đảm bảo cho cái sinh hoạt thì chúng tôi đã thường xuyên cấp nước sạch cho các hộ để sinh hoạt. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cứu hộ thành phố, mưa lớn cùng với mực nước sông Bùi, sông Tích lên báo động 3 đã làm hơn 13.600 hectare lúa, hoa màu và thủy sản của người dân các vùng ngoại thành bị ngập úng và hơn 2 km đê bị ảnh hưởng. Nghiêm trọng hơn, đã có 2 người thiệt mạng khi đi qua ngầm tràn và một người bị đuối nước. Hiện các đơn vị thủy lợi đang tập trung vận hành 197 trạm với 677 máy bơm các loại với tổng lưu lượng gần 2 triệu mét khối mỗi giờ. Sự nghiệp đầu tư phát triển thủy lợi Chương Mỹ thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của văn bản của các cấp trên nên đã đảm bảo trực 100% quân số, tiến hành tiêu nước đệm, vận hành máy bơm sớm và vận hành 20 trạm, 91 máy công suất là gần 100.000 mét khối trên giờ để đảm bảo tiêu úng trên địa bàn huyện. Hiện nay thì giải pháp đưa ra là các xí nghiệp vẫn tập trung tiêu cho các vùng trũng để làm sao giảm thiệt hại tối đa cho lúa và rau màu của bà con nông dân. Để ổn định đời sống người dân vùng ngập lụt, các địa phương đang tập trung phối hợp với các đơn vị chức năng huy động tối đa nguồn lực không để người dân bị đói, khát, bùng phát dịch bệnh. Chủ động bố trí lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và tổ chức kiểm tra rà soát nhà ở an toàn, sẵn sàng phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra. Thì tình hình là do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2 mà quê hương thôn Yên Ý của chúng em là cả thôn là đang là ngập úng là rất nặng nề ạ. Về nhu yếu phẩm thì cũng lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nam Hồng Tiến là cũng chăm sóc bà con là rất là chú đáo và kịp thời, từ thuốc men cho đến là nước uống và về thực phẩm ạ. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các quận, huyện, xã chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, triển khai các kế hoạch phòng chống thiên tai theo đúng phương án đã được phê duyệt, theo đúng cái phương châm 4 tại chỗ, vật tư tại chỗ, rồi lực lượng tại chỗ, thiết bị hậu cần cũng như là chỉ huy tại chỗ. Theo dự báo, từ đêm nay đến vài ngày tới, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Do vậy, các địa phương cần theo dõi và bám sát diễn biến của thời tiết để điều tiết hợp lý, linh hoạt giữa lượng nước tại các hồ chứa, không để tình trạng úng ngập kéo dài, bảo đảm an toàn về người và tài sản.